bắt đầu. Đây là bờ cõi Phó Thanh, xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước. Dự án bờ mê gà ấy để góp phần phát triển cộng đồng bền vững. Ngày 12 tháng 7 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản số 1138 TTGHTQT về việc đồng ý cho Bộ Thông tin về truyền thông tiếp nhận dự án Năng cô có nên sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại địa phương do tổ chức phi chính phủ nước ngoài Bill and Melinda Gates Foundation tài trợ. Dự án do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa của Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân 40 tỉnh, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và các đơn vị liên quan triển khai tại 400 điểm thư viện công cộng, các sở huyện, 1.000 điểm bưu điện văn hóa xã và 500 thư viện xã trên địa bàn 40 tỉnh có khu Việt Nam. Thời gian thực hiện là 5 năm, từ năm 2011 đến 2016. Tổng kinh phí của dự án là 50.568.362 USD, trong đó tài trợ không hoàn lệ của BMGF.